Cáo buộc các cửa hàng thu đổi ngoại tệ đang thực hiện một cuộc tấn công đầu cơ vào đồng nội tệ. Ngân hàng quốc gia Kyrgyzstan cho biết đang xem xét đóng cửa những cửa hàng này. Đại diện Ngân hàng quốc gia Kyrgyzstan nói rằng một âm mưu tấn công đầu cơ vào đồng nội tệ có thể đang được diễn ra tại các quầy đổi tiền trong nước. Chúng tôi đã làm một cuộc trinh sát và tìm thấy 2 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Điều đó nói lên được gì? Đó chính là cuộc tấn công đầu cơ đang được tiến hành nhắm vào đồng tiền quốc gia. Trước sự việc đó, Ngân hàng quốc gia Kyrgyzstan đã quyết định giao phó việc trao đổi tiền tệ cho các ngân hàng tư nhân. Điều này rất đáng báo động và buộc chúng ta phải thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn, có lẽ bằng việc không có quầy đổi ngoại tệ mở cửa trong nước trong một thời gian, chỉ có những quầy đổi tiền của ngân hàng thương mại được hoạt động. Người dân Kyrgyzstan đa số đều ủng hộ quyết định của ngân hàng. Đóng cửa các quầy đổi tiền không phải là một lựa chọn. Tôi cũng không nghĩ các cửa hàng sẽ bị đóng cửa hết. Tuy nhiên, ít nhất vẫn còn một cơ quan sẽ điều tiết giá cả. Kinh tế Kyrgyzstan gắn bó chặt chẽ với nền kinh tế Nga, vốn đang chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu. Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng cho biết, tiền som của Kyrgyzstan đã mất giá 11,42% so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 8 năm nay.